Kính chào quý vị đã quay trở lại cùng với Molivan cập nhật tin tức trong bản tin Toàn cảnh Thế giới ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Bên cạnh đó, những tiết lộ gần đây từ Tatiana Montian, một cựu công dân Ukraine hiện đang ủng hộ Nga, đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về tình trạng của quân đội Nga. Montian, người từng được biết đến như một luật sư và blogger có tiếng tại Ukraine trước khi chuyển sang ủng hộ Nga, đã đưa ra những nhận xét đáng chú ý về những thiếu sót trong lực lượng vũ trang Nga, khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về khả năng duy trì chiến dịch quân sự của Moscow. Những lời phát biểu của cô được chia sẻ rộng rãi trên các kênh truyền thông xã hội đã vẽ nên một bức tranh đáng lo ngại về tình hình thiếu hụt nghiêm trọng cả về nhân lực lẫn vật lực trong quân đội Nga. Theo lời Montian, tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp cho quân đội Nga đã đạt đến mức báo động. Cô tiết lộ rằng nhiều binh sĩ Nga buộc phải tự mua sắm trang thiết bị cần thiết hoặc phải nhờ đến sự hỗ trợ của các tình nguyện viên. Không có gì để chiến đấu cả, tôi đang phải mua hàng chục máy tính bảng, bởi vì ngoài những thiết bị này chúng tôi không có phương tiện liên lạc nào khác, Montian nói với vẻ bức xúc. Cô nhấn mạnh rằng tình trạng này không chỉ xảy ra ở các đơn vị thông thường mà còn ảnh hưởng đến cả những đơn vị đặc biệt như lực lượng đặc nhiệm Vikhir. Montian cũng bày tỏ sự lo lắng về khả năng phòng thủ của Nga trước các cuộc phản công của Ukraine. Với tình hình phát triển năng động như hiện nay ở tiền tuyến và hậu phương, chúng ta thậm chí có thể mất cả Belgorod. Cô cảnh báo, đề cập đến một thành phố quan trọng của Nga nằm gần biên giới Ukraine. Lời nhận xét này càng làm tăng thêm lo ngại về khả năng của Nga trong việc bảo vệ lãnh thổ của mình, chứ chưa nói đến việc tiếp tục cuộc xâm lược Ukraine. Bên cạnh vấn đề vật chất, Montian còn chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng khác, sự thiếu hụt nhân lực trong quân đội Nga. Không có đủ người, không có ai để chiến đấu. Việc tấn công các ngôi làng nhỏ có thể không phải vấn đề, nhưng khi đối mặt với các khu vực đô thị rộng lớn, chúng ta hoàn toàn không có nguồn lực để tiến hành các cuộc tấn công, cô này nói. Montian cũng chỉ trích chiến thuật của chỉ huy quân đội Nga, cho rằng họ đang làm trầm trọng thêm vấn đề thiếu hụt nhân sự. Những tiết lộ này của Montian đã gây ra làn sóng hoang mang trong cộng đồng những người ủng hộ cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Nó cũng đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về khả năng của Nga trong việc duy trì nỗ lực chiến tranh trong dài hạn, đặc biệt là khi đối mặt với sự kháng cự quyết liệt của Ukraine và áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, các nhà phân tích quân sự độc lập cũng đã bắt đầu đánh giá lại khả năng của Nga dựa trên những thông tin này. Nhiều người cho rằng nếu những tiết lộ của Montian là chính xác, nó có thể báo hiệu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến, với khả năng Nga có thể buộc phải xem xét lại chiến lược của mình trong tương lai gần. Trước đó, kênh Dialog.ua cũng đã đưa tin về nhận định của một phóng viên chiến trường ủng hộ Nga Kalashnikov rằng quân đội Nga đã mất đi thế chủ động trên chiến trường. Ngoài ra còn có những báo cáo về tình trạng tham nhũng và vòi vĩnh trong quân đội của Putin càng làm tăng thêm những lo ngại về tình trạng của lực lượng vũ trang Nga. Trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, một cuộc đụng độ ác liệt mới đây gần làng Konstantinovka thuộc tỉnh Donetsk đã một lần nữa chứng minh sự kiên cường và hiệu quả chiến đấu đáng kinh ngạc của quân đội Ukraine. Vào ngày đỉnh mệnh đó, lữ đoàn dù tấn công độc lập số 79 của Ukraine đã phải đối mặt với một thách thức chưa từng có. Một cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Nga bao gồm 44 đơn vị thiết bị quân sự hạng nặng. Khi đoàn xe bọc thép Nga tiến gần đến vị trí của Ukraine, họ đã không lường trước được rằng mỗi bước đi của họ đều nằm trong tầm ngắm của các thiết bị trinh sát hàng không tiên tiến của Ukraine. Ngay lập tức, pháo binh Ukraine bắt đầu nhả đạn với độ chính xác đáng kinh ngạc, biến bãi chiến trường thành một màn trình diễn hỏa lực đáng sợ. Những tiếng nổ vang rền khi các xe thiết giáp Nga chạm phải bãi mìn được bố trí từ trước, trong khi các máy bay không người lái FPV của Ukraine lượn vòng trên bầu trời, thả những quả bom chính xác vào các mục tiêu đã được xác định. Cuộc tấn công của Nga vốn được thiết kế để áp đảo lực lượng phòng thủ Ukraine, nhanh chóng biến thành một thảm kịch cho kẻ xâm lược. Trong số 35 xe bọc thép chở quân và 9 xe tăng tham gia cuộc tấn công, 5 chiếc đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng con số thống kê về thiệt hại vật chất còn không thể so sánh được với tổn thất về nhân mạng. 28 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương nặng, để lại một vết thương sâu sắc trong hàng ngũ quân đội Nga. Đoạn video ghi lại cuộc giao tranh được chia sẻ trên trang Telegram chính thức của Lữ đoàn 79 đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh ấn tượng về sự tàn phá của pháo binh Ukraine và sự chính xác đáng kinh ngạc của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ trong chiến tranh hiện đại. Thất bại này của Nga không chỉ là một đòn giáng mạnh về mặt chiến thuật mà còn là một cú sốc về tinh thần.
Nó cho thấy rõ ràng rằng, dù có ưu thế về số lượng và hỏa lực, quân đội Nga vẫn không thể bảo đảm chiến thắng trước một đối thủ được trang bị tốt và có chiến lược phòng thủ hiệu quả như Ukraine. Trong khi đó, chiến thắng này đã tiếp thêm sinh lực cho tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine. Nó không chỉ khẳng định hiệu quả của chiến lược phòng thủ của họ, mà còn chứng minh rằng với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, thông tin tình báo chính xác và tinh thần chiến đấu kiên cường, họ có thể đứng vững trước những cuộc tấn công quy mô lớn của đối phương. Ukraine lần thứ hai giải tán lực lượng dù Nga, chỉ huy trung đoàn dù 234 thiệt mạng tại Kursk. Trong những ngày qua, quân đội Ukraine đã giáng đòn chí mạng vào lực lượng xâm lược Nga, khiến Moscow phải chịu tổn thất nặng nề về nhân sự cấp cao. Thông tin từ các nguồn đáng tin cậy cho biết, Thượng tá Alexander Kurin, chỉ huy trung đoàn dù xung kích 234 thuộc sư đoàn dù 76 Peskov danh tiếng của Nga, đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV tại tỉnh Kursk. Sự kiện đau đớn cho Nga này xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 tại khu vực làng Kleskovo, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt. Thượng tá Kurin với bí danh Skipper đã không may mắn thoát khỏi đòn tấn công chính xác của UAV Ukraine nhằm vào phương tiện của ông. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên vị chỉ huy này gặp nguy hiểm từ các cuộc tấn công bằng drone. Chỉ chưa đầy một tháng trước, vào ngày 29 tháng 8, Kurin đã may mắn thoát chết trong một vụ tấn công tương tự. Tuy nhiên, phó chỉ huy của ông Yuri Mikhailov đã không may mắn như vậy và trở thành hàng 200, thuật ngữ quân sự Nga chỉ những binh sĩ thiệt mạng. Tin tức về cái chết của Thượng tá Kurin đã gây chấn động trong cộng đồng ủng hộ chiến tranh Nga, với nhiều kênh truyền thông thân Kremlin bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Họ mô tả đây là tổn thất lớn cho lực lượng dù và là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của binh lính Nga đang chiến đấu tại Ukraine. Sự kiện này một lần nữa chứng minh hiệu quả của chiến thuật sử dụng UAV của quân đội Ukraine trong việc nhắm mục tiêu vào các chỉ huy cấp cao của đối phương. Nó cũng cho thấy tình hình chiến sự đang diễn biến ngày càng căng thẳng tại khu vực biên giới Nga-Ukraine, đặc biệt là tại tỉnh Kursk. Với việc liên tiếp mất đi các sĩ quan chỉ huy giàu kinh nghiệm, quân đội Nga đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn trong việc duy trì hiệu quả chiến đấu và tinh thần của binh lính trên chiến trường Ukraine. Thưa quý vị, trong tuần lễ từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 9, quân đội Ukraine đã gây tổn thất nghiêm trọng cho lực lượng xâm lược Nga trên chiến trường. Theo thông tin từ tướng Oleksandr Bafliot, tư lệnh lục quân Ukraine, số lượng binh sĩ Nga thiệt mạng trong khoảng thời gian này lên tới con số đáng kinh ngạc 8.620 người. Bên cạnh thương vong về nhân mạng, phía Nga còn chịu tổn thất nặng nề về vũ khí, khí tài. Cụ thể, quân đội Ukraine đã tiêu diệt được 88 xe tăng, 159 xe bọc thép chiến đấu và 224 hệ thống pháo binh của đối phương. Đáng chú ý, 9 hệ thống phóng rocket đa nòng và 2 tổ hợp phòng không của Nga cũng bị vô hiệu hóa trong tuần qua. Không dừng lại ở đó, lực lượng phòng thủ Ukraine còn phá hủy thành công 339 phương tiện cơ giới và 60 đơn vị thiết bị đặc chủng của quân Nga. Đặc biệt, ít nhất 3 hỏa tiễn và 394 máy bay không người lái của Moscow đã bị bắn hạ, góp phần làm suy yếu đáng kể khả năng tấn công từ trên không của kẻ xâm lược. Tổng kết lại, trong vòng một tuần, quân đội Ukraine đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.278 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự của Nga. Con số này cho thấy hiệu quả chiến đấu cao của các chiến sĩ Ukraine trong việc đẩy lùi cuộc xâm lược. Tình hình chiến sự hiện tại cho thấy quân Nga đang gia tăng các cuộc tấn công ở hướng Lyman với cường độ tương đương các đợt tấn công ở khu vực Pokrovsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW ghi nhận quân đội Ukraine đang phải đối phó với các cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn của Nga. Mặc dù vậy, lực lượng xâm lược vẫn ghi nhận được một số tiến triển nhỏ gần các khu vực Lipsy, Kuryansk, Kremina, Torez và tỉnh Kursk. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, Iran vừa có những động thái đáng chú ý phô trương sức mạnh quân sự và tăng cường an ninh nội bộ. Ngày 21 tháng 9, trong khuôn khổ tuần lễ quốc phòng thiêng liêng, Iran đã tổ chức lễ diễu binh tại thủ đô Tehran, công bố hai loại vũ khí mới. Đáng chú ý nhất là hỏa tiễn đạn đạo Jihad sử dụng nhiên liệu rắn với tầm bắn khoảng 1.000 km do lực lượng hàng không vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo phát triển. Jihad là một trong 24 mẫu hỏa tiễn đạn đạo được Iran phô diễn tại sự kiện này. Bên cạnh đó, Tehran còn ra mắt phiên bản nâng cấp của UAV tự sát Shahed-136,
có tên Shahed 136B với tầm bay được nâng từ 2.500 km lên hơn 4.000 km. Shahed 136 vốn là dòng UAV tự sát giá rẻ, mang đầu đạn nổ mảnh nặng 30-50 kg, được cho là Nga sử dụng trong các cuộc tấn công vào Ukraine. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố tại buổi lễ, năng lực phòng thủ và răn đe của chúng ta đã phát triển đến mức không ác quỷ nào dám nghĩ đến việc gây hấn với Iran. Theo ước tính của giới chức Mỹ, Iran hiện sở hữu kho hỏa tiễn đạn đạo lớn nhất Trung Đông với hơn 3.000 quả. Trong một diễn biến liên quan ngày 22 tháng 9, vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC đã bắt 12 kẻ thông đồng với Israel tại 6 tỉnh của nước này. IRGC cáo buộc do chưa đạt được những mục tiêu đen tối nhằm vào người dân Gaza và Liban, Israel và các nước phương Tây hậu thuẫn họ đang tìm cách lan truyền khủng hoảng đến Iran bằng loạt hành động được lên kế hoạch nhằm vào an ninh của đất nước chúng tôi. Vụ bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang, đặc biệt sau vụ hạ sát Ismail Haniyeh, thủ lĩnh chính trị của lực lượng Hamas được Iran hậu thuẫn ở dải Gaza tại Tehran vào cuối tháng 7. Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ việc, trong khi Tel Aviv không phủ nhận hay bác bỏ. Theo tờ Telegraph của Anh, cơ quan tình báo Israel Mossad được cho là đã điều điệp viên trong IRGC cài thuốc nổ ở nhà khách ông Haniyeh lưu trú. Iran được cho là đã bắt ít nhất 20 người bị nghi liên quan vụ ám sát này. Trước đó, Iran cũng từng nhiều lần tuyên bố bắt nghi phạm với cáo buộc làm tình báo cho nước ngoài, trong đó nhiều nhất là những người bị nghi liên hệ với Israel. Tehran cho rằng Tel Aviv đứng sau hàng loạt vụ phá hoại cơ sở hạt nhân và hạ sát một số nhà khoa học Iran. Việc Iran liên tục phô diễn sức mạnh quân sự cùng với những cáo buộc và hành động đáp trả giữa Tehran và Tel Aviv đang đẩy khu vực này đến bờ vực của một cuộc xung đột quy mô lớn. Các nhà phân tích cho rằng, nếu không có những nỗ lực ngoại giao và can thiệp kịp thời từ cộng đồng quốc tế, tình hình có thể nhanh chóng vượt tầm kiểm soát. Liên Hiệp Quốc và các cường quốc đang tích cực vận động hậu trường và kêu gọi các bên kiềm chế và quay trở lại bàn đàm phán. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Hiệp ước vì tương lai được thông qua ngày 22 tháng 9, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ Nga. Sự kiện này đánh dấu một thắng lợi đáng kể trong cộng đồng quốc tế trong nỗ lực giải quyết các thách thức toàn cầu. Cuộc bỏ phiếu diễn ra căng thẳng khi phái đoàn Nga do Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Voshinin dẫn đầu đã cố gắng đưa ra những sửa đổi vào phút chót. Voshinin còn đe dọa sẽ rút lui khỏi việc thông qua đồng thuận văn kiện nếu các đề xuất của Nga không được chấp nhận. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã bị bác bỏ với áp đảo 143 phiếu chống, cho thấy sự đoàn kết mạnh mẽ của các quốc gia thành viên. Hiệp ước vì tương lai là một tài liệu quan trọng dài 42 trang, đề cập đến nhiều vấn đề cấp bách như xung đột quân sự, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo và cải cách các thể chế toàn cầu. Đáng chú ý, Hiệp ước cảnh báo thế giới đang đối mặt với nguy cơ đối đầu hạt nhân cao nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine đã nhiệt liệt hoan nghênh việc thông qua hiệp ước này. Ông nhấn mạnh rằng một tương lai an toàn chỉ có thể đạt được khi cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine kết thúc. Tổng thống Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế thể hiện sự lãnh đạo và quyết tâm trong việc thực hiện công thức hòa bình của Ukraine. Hiện nay, Tổng thống Zelensky đang có chuyến công du quan trọng tại Hoa Kỳ. Lịch trình dày đặc của ông bao gồm nhiều cuộc họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thăm một nhà máy sản xuất đạn pháo 155 ly, loại đạn đang được sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Nga, và gặp gỡ các nhân vật chính trị hàng đầu như Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Đặc biệt, một hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai dự kiến sẽ được tổ chức, có thể là trước cuối năm 2024. Tại đây, một kế hoạch hòa bình toàn diện gồm 10 điểm sẽ được thảo luận, theo tiết lộ của Tổng thống Zelensky. Kế hoạch này đã được hoàn thiện và Tổng thống Joe Biden sẽ là người đầu tiên được xem xét nội dung. Những diễn biến này cho thấy nỗ lực không ngừng của cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến tại Ukraine và các thách thức toàn cầu khác. Thế giới đang chờ đợi những bước tiến quan trọng tiếp theo từ các cuộc gặp gỡ cấp cao sắp tới. Thưa quý vị, bất chấp sự cố gắng của truyền thông trong việc tô vẽ hình ảnh tích cực, tình hình kinh tế hiện tại đang cản trở bà Harris trong việc tạo dựng uy tín với công chúng Mỹ. Dù được truyền thông ca ngợi đến đâu, bà vẫn chưa thể thiết lập được vị thế dẫn đầu rõ ràng. Gánh nặng lớn nhất đối với Phó Tổng thống chính là chính sách kinh tế của chính quyền Biden, hay còn gọi là Bidenomics, và cụ thể hơn là những tác động của nó lên nền kinh tế mà bà phải chịu một phần trách nhiệm. Trong những dịp hiếm hoi khi bà Harris trả lời công khai về vấn đề kinh tế, các câu trả lời của bà thường gây ngỡ ngàng.
Chẳng hạn trong cuộc tranh luận tổng thống trên đài ABC News, khi được hỏi về mặt kinh tế, bà có cho rằng người dân Mỹ đang sống tốt hơn so với 4 năm trước không? Bà Harris chỉ đáp rằng bà được nuôi dưỡng trong một gia đình trung lưu và đưa ra một câu trả lời vụng về mang tính tiểu sử, không hề đề cập đến bất kỳ chính sách nào. Vài ngày sau đó, trong cuộc phỏng vấn duy nhất kể từ sau cuộc tranh luận, câu trả lời của bà cho câu hỏi của phóng viên Brian Taft về kế hoạch cụ thể cho nền kinh tế có vẻ đã được chuẩn bị kỹ hơn nhưng vẫn không đi vào trọng tâm. Bà nói, tôi sẽ bắt đầu như thế này. Tôi lớn lên trong một gia đình trung lưu. Mẹ tôi nuôi tôi và em gái. Bà làm việc rất chăm chỉ. Cuối cùng, bà cũng dành dụm đủ tiền để mua ngôi nhà đầu tiên khi tôi là thiếu niên. Tôi lớn lên trong một cộng đồng những người lao động cần cù, gồm công nhân xây dựng, y tá và giáo viên. Tôi cố gắng giải thích điều này cho những người có thể không có cùng trải nghiệm. Nhiều người sẽ đồng cảm với điều này. Tôi lớn lên trong một khu phố nơi mọi người rất tự hào về bãi cỏ trước nhà của họ. Không có gì ngạc nhiên khi bà không thể trả lời trực tiếp các câu hỏi về kế hoạch kinh tế của mình. Có khả năng đó chính là kế hoạch mà chúng ta đã thấy, chính sách mà bà và Tổng thống Biden gọi là Bidenomics. Trong gần 4 năm qua, bà và Tổng thống Biden đã liên tục khẳng định rằng Bidenomics sẽ giảm chi phí sinh hoạt, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trao quyền cho các gia đình và cải thiện cuộc sống cho tất cả người dân Mỹ. Tuy nhiên, điều này đơn giản là chưa xảy ra. Mặc dù vậy, đây vẫn là những tuyên bố mà bà đưa ra về kế hoạch bí ẩn của mình trong chiến dịch vận động tranh cử. Theo khảo sát của Rasmussen Reports trong tuần này, chỉ có 20% người Mỹ muốn các chính sách nói chung giữ nguyên như hiện tại. Gần 3/4, tức 73%, mong muốn có sự thay đổi. Chỉ có 23% cho rằng điều kiện kinh tế đang cải thiện, 5% nói rằng mọi thứ đang tốt hơn nhiều và 18% nói rằng chúng tốt hơn một chút. Ngược lại, 52% cho rằng mọi thứ đang xấu đi, 26% nói rằng tồi tệ hơn nhiều và 26% nói rằng tồi tệ hơn một chút. Đồng thời, Scott Rasmussen, một tổ chức thăm dò ý kiến độc lập, báo cáo rằng chỉ có 26% người Mỹ nghĩ rằng nền kinh tế đang ở mức xuất sắc hoặc tốt, 5% nói xuất sắc, 21% nói tốt. Tới 74% đánh giá nền kinh tế ở mức kém hoặc chỉ ở mức trung bình. Nếu bạn là ứng cử viên của đảng đang nắm quyền tại Tòa Bạch Ốc và chỉ có 1/4 người Mỹ nghĩ rằng nền kinh tế đang tốt hoặc đang cải thiện, bạn đang đối mặt với một vấn đề lớn. Những câu chuyện nhạt nhẽo về tuổi thơ không phải là câu trả lời mà người Mỹ muốn nghe. Hơn nữa, việc xuất hiện trong video nói rằng bà sẽ đóng cửa các hoạt động khai thác dầu đá phiến ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức. Điều này sẽ khiến hơn 105.000 việc làm ở Tây Pennsylvania bị mất, chỉ càng làm trầm trọng thêm vấn đề của bà. Cuối cùng, dù truyền thông cố gắng tô vẽ hình ảnh Phó Tổng thống Harris đến mức nào, người dân Mỹ vẫn phải đi chợ hàng ngày. Họ luôn được nhắc nhở rằng chính quyền Biden-Harris đã khiến mọi thứ trở nên quá đắt đỏ. Nếu bà Harris có những ý tưởng tốt hơn, tại sao bà không thực hiện chúng ngay bây giờ? Đây là lý do tại sao nền kinh tế có thể sẽ là thách thức lớn nhất đối với Phó Tổng thống Harris. Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ FEC vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 9, tháng trước, nhà sáng lập SpaceX tỷ phú Elon Musk đã quyên góp số tiền 6 con số cho đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Khoản quyên góp này được thực hiện khi ông Musk tăng các khoản đầu tư chính trị để giúp đảng Cộng hòa giữ quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 11 tới. Ông Musk đã quyên góp cho cả hai đảng chính trị trong quá khứ, nhưng chủ yếu đứng về phía đảng Cộng hòa trong những tháng gần đây. Một phần là do mối quan hệ với cựu Tổng thống Donald Trump. Theo hồ sơ của FEC, ông trùm công nghệ đã quyên góp tổng cộng 289.100 Mỹ Kim cho đảng Cộng hòa tại Hạ viện vào tháng 8. Cũng có khả năng ông Musk sẽ quyên góp tiền cho America PAC, một ủy ban hành động chính trị siêu cấp ủng hộ cho ông Trump. Theo Politico, nhóm đó có thể chấp nhận các khoản quyên góp không giới hạn từ mỗi người, nhưng sẽ không rõ ông Musk đã quyên góp bao nhiêu cho Ủy ban Hành động Chính trị này. Nếu có, cho đến khi nhóm này nộp báo cáo thu nhập vào ngày 15 tháng 10 lên FEC. Mặc dù đã nhận quyên góp 6 con số từ ông Musk, nhưng NRCC chỉ huy động được tổng cộng 9,7 triệu Mỹ Kim vào tháng 8, trong khi đảng Dân Chủ huy động được tới 22,7 triệu Mỹ Kim trong cùng kỳ. Trong một diễn biến khác trong khu vực, vụ nổ mỏ than do rò rỉ khí metan ở miền đông Iran khiến 51 người thiệt mạng, được xem là tai nạn chết chóc nhất ở nước này trong nhiều năm qua.
Vụ nổ xảy ra tại khu mỏ Tabas, tỉnh Nam Khorasan, miền đông Iran, lúc 21 giờ ngày 21 tháng 9 giờ địa phương, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9 giờ Hà Nội. Theo hãng thông tấn IRNA, 51 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Địa điểm xảy ra vụ nổ là khối B và C của mỏ Tabas do công ty Madanjo quản lý. 76% than của cả nước được cung cấp từ khu vực này, 8 đến 10 công ty hoạt động trong khu vực, trong đó có Madanjo. Ali Akbar Rahimi, tỉnh trưởng Nam Khorasan nói hôm nay, nguyên nhân được xác định sơ bộ là do nổ khí mê tan. Hội trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết hoạt động cứu hộ đang được tiến hành trong mỏ, nơi một số công nhân bị mắc kẹt. Họ ở độ sâu khoảng 250 mét so với bề mặt, trong khi hoạt động cứu hộ bị cản trở do khí mê tan dày đặc tại một khu vực trong mỏ. Công tố viên địa phương Ali Nesai cho biết ưu tiên hiện tại là hỗ trợ người bị thương và kéo mọi người ra khỏi đống đổ nát. Ông thêm rằng việc xử lý sai phạm sẽ được thực hiện sau. Trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và ra lệnh điều tra. Phó Tổng thống Mohammad Reza Aref yêu cầu nội các theo sát sự việc và hỗ trợ nạn nhân cùng gia đình của họ. Iran đã ghi nhận nhiều tai nạn hầm mỏ trước đó. Năm ngoái, vụ nổ mỏ than ở thành phố Damhan phía bắc Iran đã khiến 6 người thiệt mạng và có khả năng cũng do rò rỉ khí mê tan. Hồi tháng 5 năm 2021, hai thợ mỏ thiệt mạng trong vụ sập ở cùng địa điểm này. Một vụ nổ năm 2017 khiến 43 thợ mỏ chết tại thành phố Azad Shah, miền bắc Iran, gây ra làn sóng phẫn nộ đối với chính quyền. Iran là quốc gia nhiều khoáng sản với trữ lượng than ước tính 1,5 tỷ tấn. Mỏ Tabas có diện tích khoảng 30.000 km2, lớn nhất ở Iran với trữ lượng lớn than cốc, than nhiệt. Thất bại của siêu vũ khí Nga, hình ảnh vệ tinh về vụ nổ hỏa tiễn liên lục địa Samad tại sân bay vũ trụ Plesetsk. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và cuộc chạy đua vũ trang ngày càng gay gắt, một sự kiện đáng chú ý đã xảy ra tại trung tâm vũ trụ Plesetsk của Nga, làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng quân sự của cường quốc trong dấu ngoặc kép này. Vào một ngày giữa tháng 9 năm 2024, một vụ nổ quy mô lớn đã được ghi nhận tại khu vực phóng hỏa tiễn của trung tâm, nơi được cho là đang tiến hành thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa RF-28 Samad, còn được biết đến với biệt danh Satan 2. Sự việc này không chỉ gây ra thiệt hại đáng kể về cơ sở vật chất, mà còn là một đòn giáng mạnh vào uy tín và năng lực kỹ thuật của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Thông tin về vụ việc này được tiết lộ thông qua phân tích ảnh vệ tinh do chuyên gia Oshin M.T. Anderson công bố. Những hình ảnh này cho thấy một hố lớn tại vị trí trước đây là bệ phóng hỏa tiễn, minh chứng cho sức công phá khủng khiếp của vụ nổ. Theo các chuyên gia phân tích từ Defense Express, một sự việc như vậy trong quá trình thử nghiệm hỏa tiễn liên lục địa có thể được coi là một thảm họa đối với chương trình phát triển vũ khí chiến lược của Nga. Hỏa tiễn Samad được Nga quảng bá là một trong những vũ khí tiên tiến nhất trong kho vũ khí hạt nhân của họ, đã trở thành biểu tượng cho tham vọng quân sự của nước này trong những năm gần đây. Với khả năng mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn lên tới 18.000 km, Samad được thiết kế để vượt qua mọi hệ thống phòng thủ hỏa tiễn hiện có. Tuy nhiên, vụ nổ này đã đặt ra nhiều câu hỏi về độ tin cậy và an toàn của loại vũ khí được coi là bất khả xâm phạm này. Sự việc này gợi nhớ đến một thảm kịch tương tự xảy ra vào tháng 10 năm 1960 tại sân bay vũ trụ Baikonur, khi hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa R-16 phát nổ trong lần thử nghiệm đầu tiên, gây ra thương vong lớn và làm chậm đáng kể chương trình không gian của Liên Xô. Tương tự như vậy, vụ nổ Samad có thể có những hậu quả sâu rộng đối với chương trình phát triển vũ khí chiến lược của Nga, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hiện nay. Đáng chú ý là sự kiện này xảy ra chỉ vài ngày sau khi có thông tin về các cuộc tấn công của Ukraine vào các kho vũ khí của Nga tại tỉnh Tver và vùng Krasnodar, mặc dù có đồn đoán về việc Ukraine có thể đã phá hủy một hỏa tiễn Samad trong các cuộc tấn công này. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã không xác nhận thông tin này. Vụ nổ tại Plesetsk dường như là một tai nạn riêng biệt, không liên quan đến các hoạt động quân sự của Ukraine. Hỏa tiễn Samad được Nga công bố lần đầu vào mùa xuân năm 2022 và được cho là đã được đưa vào trang bị trong cùng năm đó, là một phần quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Nga. Với chiều dài 35,3 m, đường kính 3 m và khối lượng phóng hơn 208 tấn, Samad có khả năng mang theo tới 10 tấn đầu đạn trong nhiều cấu hình khác nhau. Tuy nhiên, vụ nổ này đã làm dấy lên nghi ngờ về tính khả thi và an toàn của loại vũ khí này. Sự việc này cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng về tình trạng của các loại vũ khí chiến lược khác trong kho vũ khí của Nga.
Trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn và căng thẳng giữa Nga với phương Tây ngày càng gia tăng, vụ nổ này có thể có những tác động sâu rộng đến cán cân quyền lực toàn cầu và chiến lược răn đe hạt nhân của Nga. Trong khi đó, tình hình chiến sự tại thành phố Voltchansk, vùng Kharkiv đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là khu vực nhà máy linh kiện Voltchansk. Theo thông tin mới nhất từ thiếu tá Vladimir Cherniak, sĩ quan thuộc lữ đoàn Rubik của vệ binh quốc gia Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng hệ thống phóng đạn nhiệt áp Sonsebek để tấn công chính vị trí của họ tại nhà máy này. Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, thiếu tá Cherniak nhận định rằng nhà máy linh kiện đã trở thành một vấn đề nan giải đối với lực lượng xâm lược. Ông còn dự đoán sẽ có những tin tức tích cực từ khu vực chiến sự này trong thời gian tới. Có vẻ như họ đã quyết định giảm bớt đau khổ cho những binh sĩ Nga đang bị mắc kẹt trong nhà máy. Cherniak nhận xét về hành động phe mình đánh phe ta của quân Nga. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên lực lượng Nga pháo kích vào chính vị trí của mình tại nhà máy linh kiện. Hiện tại, chỉ còn một số lượng nhỏ quân chiếm đóng còn lại trong khu vực này và nhiều trong số họ đã mất khả năng chiến đấu. Do đường tiếp tế bị cắt đứt, người Nga buộc phải sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển thực phẩm, nước uống và đạn dược vào nhà máy. Tình hình hiện tại ở Voltchansk đang diễn ra các cuộc giao tranh đường phố ác liệt. Thiếu tá Cherniak bày tỏ kỳ vọng rằng sẽ sớm có những tin tức khả quan, đặc biệt là về tình hình tại nhà máy linh kiện. Trước đó, các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đã báo cáo về những cuộc tấn công thành công của quân đội Ukraine tại Voltchansk, cho phép họ giành lại quyền kiểm soát một số vị trí quan trọng. Vào tháng 8, các chuyên gia cũng đã chỉ ra rằng lực lượng Nga bị cô lập trong nhà máy linh kiện, không thể rời khỏi khu vực này do quân đội Ukraine đã kiểm soát tất cả các tuyến đường hậu cần gần đó. Tình hình tại Voltchansk, đặc biệt là khu vực nhà máy linh kiện, đang cho thấy sự suy yếu nghiêm trọng trong khả năng phối hợp và chỉ huy của quân đội Nga. Việc tự tấn công vào vị trí của mình không chỉ gây tổn thất về người và vũ khí, mà còn ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của binh lính Nga. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang từng bước giành lại quyền kiểm soát, tạo áp lực ngày càng lớn lên lực lượng chiếm đóng. Diễn biến này có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực giải phóng Voltchansk của Ukraine, đồng thời phản ánh sự suy giảm khả năng chiến đấu của quân đội Nga trên chiến trường Ukraine nói chung. Vụ thử nghiệm bất thành của hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa ICBM Sarmat đã gây chấn động mạnh trong cộng đồng những người ủng hộ cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Sự việc này không chỉ phá hủy bãi thử nghiệm mà còn làm suy giảm nghiêm trọng tinh thần của phe diều hâu Moscow, những người vẫn luôn tự hào về sức mạnh quân sự của đất nước họ. Phóng viên quân sự nổi tiếng Romanov, người theo đuổi chủ nghĩa Z, ủng hộ chiến tranh, đã có những phát biểu gay gắt về sự kiện này. Ông nhắc lại cách giới lãnh đạo Nga thường xuyên khoe khoang về Sarmat và đe dọa sử dụng nó chống lại các đối thủ. Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin còn tuyên bố rằng hỏa tiễn này có khả năng bay đến Strasbourg của Pháp chỉ trong vòng 3 phút. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại khi Sarmat phát nổ ngay trong hầm phóng, thậm chí chưa kịp rời bệ phóng. Romanov gọi những tuyên bố trước đó của các quan chức Nga là khoác lác và buộc họ tội bất lực. Ông cảnh báo rằng nếu không có hành động cụ thể sau những lời hùng hồn, mọi người sẽ nhận ra sự thật và điều này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Đáng lưu ý, Nga quyết định tiến hành thử nghiệm Sarmat trong bối cảnh đang diễn ra cuộc tranh luận sôi nổi về việc liệu Ukraine có nên được phép sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga hay không. Rõ ràng, Điện Kremlin đang cố gắng đe dọa phương Tây về những hậu quả tiềm tàng nếu một quyết định như vậy được đưa ra. Tuy nhiên, nỗ lực này đã thất bại thảm hại, thậm chí còn đáng lo ngại hơn cho Nga. Đây đã là lần thất bại thứ tư trong các cuộc thử nghiệm Sarmat. Chỉ có một lần duy nhất vào năm 2022, hỏa tiễn này được phóng thành công. Kể từ đó, dự án đã bước vào một chuỗi đen đuổi liên tiếp. Chính Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thường xuyên ca ngợi Sarmat. Vào đầu năm nay, ông hứa hẹn sẽ sớm trình diễn sức mạnh của ICBM này. Các hỏa tiễn đạn đạo hạng nặng Sarmat đã được bàn giao cho quân đội. Chúng tôi sẽ sớm trình diễn chúng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ông Putin tuyên bố vào tháng 2 năm 2024. Sự kiện này một lần nữa làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng thực sự của kho vũ khí hạt nhân của Nga, đồng thời làm suy giảm uy tín của nước này trên trường quốc tế. Nó cũng cho thấy khoảng cách giữa những tuyên bố hùng hồn và thực tế kỹ thuật trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga.
Lực lượng Israel đột kích vào văn phòng của kênh truyền hình Al Jazeera tại thành phố Ramallah ở bờ Tây vào sáng sớm hôm 22 tháng 9, trao lệnh của tòa quân sự yêu cầu đóng cửa hoạt động. Kênh này và quân đội Israel cho biết hôm 22 tháng 9. Kênh có trụ sở tại Qatar này đã phát sóng trực tiếp cảnh binh sĩ Israel mang theo vũ khí xông vào văn phòng và trao lệnh của tòa án quân sự cho ông Walid al-Omari, trưởng văn phòng ở Ramallah, buộc văn phòng phải đóng cửa trong 45 ngày. Trả lời câu hỏi của Reuters, quân đội Israel nói rằng các văn phòng của kênh bị niêm phong và thiết bị của họ bị tịch thu. Quân đội nói thêm rằng lệnh này được ký sau khi đánh giá tình báo xác định rằng các văn phòng đang được sử dụng để kích động khủng bố, hỗ trợ các hoạt động khủng bố. Các chương trình phát sóng của kênh này gây nguy hiểm cho an ninh và trật tự công cộng ở cả khu vực và nhà nước Israel nói chung. Tuyên bố cho biết, Al Jazeera gọi cuộc đột kích là hành vi tội phạm và cho rằng chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của các nhà báo, theo tuyên bố của hãng. Kênh này cho biết thêm rằng họ sẽ có hành động pháp lý để bảo vệ các quyền của mình và cam kết sẽ tiếp tục đưa tin. Al Jazeera bác bỏ các hành động tàn bạo và những cáo buộc vô căn cứ do chính quyền Israel đưa ra để biện minh cho các cuộc đột kích bất hợp pháp này, hãng nói. Ông al-Omari nói rằng lệnh mà ông nhận được cáo buộc Al Jazeera kích động và hỗ trợ khủng bố, và ông cho biết lính Israel đã tịch thu máy quay của văn phòng trước khi rời đi, Al Jazeera đưa tin. Bộ trưởng truyền thông Israel Shlomo Kahi xác nhận việc đóng cửa trong một tuyên bố, gọi Al Jazeera là cơ quan ngôn luận của Hamas ở Gaza và của Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban. Hiệp hội Nhà báo Palestine lên án động thái của Israel, nói rằng quyết định quân sự tùy tiện này được coi là hành vi vi phạm mới đối với công việc báo chí và truyền thông, vốn đã vạch trần tội ác của lực lượng chiếm đóng đối với người dân Palestine. Hồi tháng 5, chính phủ Israel cấm Al Jazeera hoạt động bên trong Israel, theo một động thái được tòa án Israel cho phép và đã đột kích một khách sạn ở Jerusalem mà kênh này sử dụng làm văn phòng, với lý do các chương trình phát sóng của kênh này đe dọa đến an ninh quốc gia. Trong những ngày qua, tổ chức Hezbollah đã phải gánh chịu những tổn thất nặng nề chưa từng có trong lịch sử hơn 40 năm hoạt động của mình. Một loạt các cuộc tấn công của Israel đã gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng và lực lượng của tổ chức này tại Liban. Ngày 21 tháng 9, một cuộc không kích của Israel đã phá hủy một tòa nhà 9 tầng tại khu vực phía nam Beirut, nơi được cho là đang diễn ra cuộc họp của các chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Radwan của Hezbollah. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 45 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em, cùng 16 tay súng Hezbollah, bao gồm chỉ huy lực lượng Radwan Ibrahim Akil và một chỉ huy cấp cao khác là Ahmad Webby. Trước đó, hàng trăm bộ đàm và hàng ngàn máy nhắn tin của các thành viên Hezbollah đã bất ngờ phát nổ, gây thương tích cho hàng trăm người. Tổng cộng, ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công kể từ ngày 19 tháng 9, phần lớn là các tay súng Hezbollah. Các nguồn tin an ninh Liban cho biết những đòn tấn công liên tiếp này cho thấy Israel đã xâm nhập sâu vào hệ thống thông tin liên lạc của Hezbollah, gây hoang mang trong nội bộ tổ chức. Bộ trưởng Nội vụ Liban Bassam Mawali đã tuyên bố đất nước đang phải đối mặt với một cuộc xâm nhập của Israel và cam kết tăng cường giám sát người nước ngoài, khách sạn và các trại tị nạn Syria. Đáp lại, Hezbollah đã phóng hàng trăm quả rocket vào miền Bắc Israel trong những giờ đầu ngày 22 tháng 9, trong đó có các cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân Ramat David ở đông nam Haifa và cơ sở công nghiệp quân sự Rafael ở phía bắc Haifa. Đây được xem là cuộc tấn công sâu nhất của Hezbollah vào lãnh thổ Israel kể từ cuộc chiến toàn diện năm 2016. Tổ chức này tuyên bố đã sử dụng loại hỏa tiễn mới có tên Fadi-1 và Fadi-2, được cho là có tầm bắn trung bình. Phó Tổng thư ký Hezbollah Naim Qassem đã tuyên bố mở ra một chương mới trong cuộc đối đầu, gọi đây là cuộc chiến không giới hạn. Ông nhấn mạnh, các mối đe dọa sẽ không ngăn cản được chúng tôi đã sẵn sàng đối mặt với mọi khả năng quân sự. Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố cứng rắn. Trong những ngày qua, chúng tôi đã giáng cho Hezbollah một loạt đòn mà họ không thể tưởng tượng được. Nếu Hezbollah chưa hiểu thông điệp, tôi hứa rằng họ sẽ hiểu. Không quốc gia nào có thể chịu đựng việc bị bắn vào người dân, vào các thành phố của mình. Và chúng tôi, nhà nước Israel, cũng sẽ không chịu đựng điều đó. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để khôi phục an ninh. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của CBS News,
News ngày 23 tháng 9, Tổng thống Israel Isaac Herzog khẳng định, chúng tôi không muốn cuộc chiến này, chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh. Cuộc chiến này đã bị áp đặt lên chúng tôi bởi các ủy nhiệm của đế chế tà ác Iran, ngày 7 tháng 10 bởi Hamas và ngày 8 tháng 10 bởi Hezbollah. Ông Herzog cũng cho biết trước các cuộc tấn công của Israel vào ngày 21 tháng 9, có giả định rằng họ, tức Hezbollah, đang lên kế hoạch tấn công. Tình hình căng thẳng leo thang đã khiến cộng đồng quốc tế phải lên tiếng kêu gọi kiềm chế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ Liban có thể trở thành một Gaza khác. Phát ngôn viên an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Kirby nhấn mạnh việc leo thang xung đột không phải là lợi ích tốt nhất của Israel. Liên minh châu Âu, Anh và nhiều nước khác cũng kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp và nối lại các nỗ lực ngoại giao. Trong khi đó, tại Gaza, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas vẫn tiếp diễn ác liệt. Theo số liệu mới nhất, đã có hơn 41.000 người Palestine thiệt mạng sau 11 tháng chiến sự, chiếm gần 2% dân số Gaza trước chiến tranh. Cuộc xung đột bắt đầu sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt làm con tin. Với tình hình hiện tại, nhiều chuyên gia lo ngại nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah đều có thể gây ra hậu quả thảm khốc cho cả khu vực. Thưa quý vị, tuần qua đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong cường độ tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine. Theo thông báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong 7 ngày vừa qua, Nga đã sử dụng hơn 900 quả bom có điều khiển CAP, khoảng 400 máy bay không người lái UAV và gần 30 hỏa tiễn các loại trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Con số này đánh dấu một sự gia tăng đáng kể so với tuần trước đó khi Nga sử dụng hơn 800 quả CAP và gần 300 UAV. Đỉnh điểm của làn sóng tấn công này là vụ không kích vào thành phố Kharkiv vào đêm 21 tháng 9. Khoảng 23 giờ đêm, lực lượng Nga đã phóng một quả bom Pháp 250 vào khu vực dân cư đông đúc của thành phố. Mục tiêu của cuộc tấn công là một tòa nhà chung cư 16 tầng nằm trong quận Shevchenkivsky. Vụ nổ không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho tòa nhà 16 tầng mà còn ảnh hưởng đến một tòa nhà 9 tầng lân cận, 7 ngôi nhà riêng và 21 chiếc ô tô. Hậu quả của cuộc tấn công này là vô cùng thảm khốc. Theo thông tin từ Oleg Shinehubov, thống đốc tỉnh Kharkiv, có ít nhất 21 thường dân bị thương, trong đó có một bé gái 8 tuổi và hai thiếu niên 17 tuổi. Trong số 8 người phải nhập viện, 2 trường hợp, một thanh niên 17 tuổi và một phụ nữ 39 tuổi, được báo cáo là trong tình trạng nguy kịch. Tổng thống Zelensky cũng xác nhận rằng 60 cư dân đã phải di tản khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Shinehubov đã mô tả cuộc tấn công này như một hành động khủng bố nhắm vào dân thường, nhấn mạnh rằng quả bom đã được sử dụng để tấn công một tòa nhà dân cư nơi hàng chục người đang ngủ. Đáng chú ý, cuộc tấn công vào Kharkiv không phải là sự kiện đơn lẻ. Trong cùng đêm, các thành phố Kirillit và Dnipro cũng bị tấn công, gây thương vong cho nhiều dân thường, trong đó có một cậu bé 12 tuổi và bà của cậu. Trước tình hình này, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về vũ khí tầm xa. Ông tuyên bố sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này với các đối tác quốc tế trong tuần tới, nhằm tăng cường khả năng bảo vệ sinh mạng người dân và bảo đảm an ninh quốc gia. Tạm rời chiến sự Nga-Ukraine để đến với mặt trận Trung Đông đầy nóng bỏng. Quân đội Israel nói Hezbollah đã phóng hơn 100 quả đạn về phía lãnh thổ nước này, trong khi dân quân Iraq cũng tập kích Israel bằng hỏa tiễn và UAV. Quân đội Israel cho biết khoảng 20 quả đạn được phóng từ phía Liban vào lãnh thổ miền Bắc nước này lúc gần 5 giờ sáng ngày 22 tháng 9, và sau đó là loạt 85 quả đạn lúc hơn 6 giờ sáng theo giờ địa phương. Hàng trăm nghìn người đã phải vào hầm trú ẩn trên khắp miền Bắc Israel vào thời điểm đó. Trung tá Nadav Shoshani, phát ngôn viên quân đội Israel nói, loạt tập kích khiến ít nhất 4 người bị thương, trong đó 3 người ở thành phố Haifa. Hezbollah cùng ngày tuyên bố trên Telegram rằng đã nhắm mục tiêu căn cứ không quân Ramat David cách Haifa khoảng 20 km về phía đông nam bằng hàng chục quả đạn để đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp mà Tel Aviv dội xuống Liban. Đây được cho là đợt tấn công sâu nhất vào lãnh thổ Israel kể từ khi giao tranh bắt đầu hồi tháng 10 năm ngoái. Quan chức của lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq, nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn, cũng cho biết đã phóng hỏa tiễn hành trình và máy bay không người lái tự sát vào Israel. Quân đội Israel hôm nay tuyên bố đã chặn được mục tiêu trên không, đáng ngờ, phóng từ phía đông đất nước và không ghi nhận thương vong. Họ khẳng định phần lớn vũ khí phóng từ Liban và Iraq đều bị hệ thống phòng không nước này vô hiệu hóa.
Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel yêu cầu ngừng tất cả các hoạt động giáo dục ở miền Bắc đất nước đến sớm nhất là 18 giờ chiều 23 tháng 9 giờ địa phương, ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn trẻ em. Tại Haifa, rất nhiều trường học đã đóng cửa và các văn phòng đều vắng bóng người. Bà Trish Wolf, cư dân thành phố làm việc trong lĩnh vực y tế, nói và thêm rằng căng thẳng giữa Hezbollah và Israel ngày càng tăng. Quân đội Israel cũng tuyên bố tập kích nhiều mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban vào sáng sớm nhằm đáp trả các đợt tấn công của nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn. Ông Shoshani nói mục tiêu của Israel là ngăn chặn cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Lực lượng Israel trước đó tấn công khoảng 290 mục tiêu của Hezbollah trong ngày 21 tháng 9, chủ yếu là các bệ phóng rocket. Quân đội Israel nhấn mạnh sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của nhóm vũ trang ở Liban. Hai ngày trước, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã hạ sát Ibrahim Akil, chỉ huy đơn vị tinh nhuệ Radwan của Hezbollah trong cuộc tập kích vào thành trì nhóm ở ngoại ô Beirut. Bộ Y tế Liban hôm nay cho biết số người chết trong vụ tập kích đó đã lên tới 45 người. Hezbollah xác nhận 16 thành viên, trong đó có Akil và chỉ huy cấp cao Ahmed Khwabi thiệt mạng. Đây được xem là cuộc tập kích đẫm máu nhất trong gần một năm giao tranh giữa Hezbollah và Israel. Giao tranh giữa hai bên tăng nhiệt khi Hezbollah tuần qua hứng chịu hai loạt vụ nổ thiết bị nghiêm trọng, khiến ít nhất 39 người chết và hơn 3.000 người bị thương. Hezbollah và Iran cáo buộc Israel gây ra, song Tel Aviv không phủ nhận hay thừa nhận thông tin này. Trong khi đó, giới lãnh đạo Israel tuần này tuyên bố chuyển trọng tâm hoạt động quân sự tới khu vực phía bắc đất nước, khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột toàn diện ở khu vực. Jenny Hanis Blatcharet, điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Liban, đăng trên X rằng không nên leo thang khi khu vực đang bên bờ vực thảm họa, không có giải pháp quân sự nào có thể khiến cả hai bên an toàn hơn. Nga đối mặt với nguy cơ cạn kiệt quỹ dự trữ vào năm 2025, hậu quả của giá dầu sụt giảm và chi tiêu quân sự gia tăng. Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga CBR vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về tình hình tài chính của quốc gia này. Theo thông báo chính thức, Quỹ Tài sản Quốc gia NWF, Quỹ Dự trữ Chiến lược của Nga có nguy cơ cạn kiệt vào năm 2025 nếu giá dầu tiếp tục duy trì ở mức thấp như hiện nay. CBR nhấn mạnh rằng giá dầu trong toàn bộ khoảng thời gian dự báo đang thấp hơn đáng kể so với các giá trị cơ bản được sử dụng để lập ngân sách liên bang. Điều này đặt ra một câu hỏi cấp bách cho Moscow, làm thế nào để tài trợ cho thâm hụt ngân sách và tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine? Theo thông tin hiện có, kể từ khi cuộc chiến bùng nổ, số tiền mặt trong NWF đã giảm một nửa. Nguồn tiền này đang được sử dụng để bù đắp thâm hụt ngân sách và hỗ trợ các tập đoàn lớn. Nếu giá dầu tiếp tục giảm hoặc duy trì ở mức thấp trong thời gian dài, Nga có thể hết tiền vào năm 2025. Các yếu tố như việc tăng cường cấm vận, xu hướng phi toàn cầu hóa ngày càng gia tăng và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang đến gần có thể làm cạn kiệt quỹ tài sản có chủ quyền này. Biến động giá dầu trong tháng trước đã khiến các nhà phân tích phải xem xét lại dự báo, với nhiều người dự đoán sẽ giảm cho đến năm 2025. Khoảng dao động có thể là 60 đến 70 đô la mỗi thùng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến 43% doanh thu ngân sách từ thuế khai thác tài nguyên. Nhà phân tích kinh tế Nga Anatoly Nesmyan cảnh báo rằng trong tình huống khủng hoảng, chính quyền Nga có thể sẽ tịch thu tiền của người dân. Ông nói, nguồn tiền đã rõ ràng, đó là tiền tiết kiệm và tích lũy của người dân. Đây là một phương án hấp dẫn, vì trên thực tế, bất kỳ khoản nợ nào như vậy cuối cùng đều trở thành việc tịch thu đơn thuần. Nesmyan nhắc lại các khoản tiết kiệm ở Liên Xô cũ, khi chính phủ đã sử dụng tiền gửi của người dân để hỗ trợ nền kinh tế đang suy sụp trước khi quốc gia này tan rã. Sau đó, lạm phát tăng vọt đã khiến các khoản tiết kiệm này mất giá trị, về cơ bản là một hình thức tịch thu gián tiếp. Ông dự đoán một kịch bản tương tự có thể xảy ra ở Nga. Họ có thể cho Tổng tư lệnh Putin xuất hiện, yêu cầu người dân thông cảm, nói rằng đất nước đang bị bao vây bởi kẻ thù và cần phải chịu đựng thêm một chút nữa. Truyền hình sẽ đầy ắp những nhà tuyên truyền la hét và rồi họ sẽ hào phóng cho phép rút tiền từ các khoản tiết kiệm cho đám tang khoảng 20.000 rúp, cho sinh con khoảng 10.000 rúp và cho một vài trường hợp khác. Phần còn lại sẽ bị tịch thu để lấp lỗ hổng ngân sách và rồi bị lãng quên. Tình hình này cho thấy những thách thức nghiêm trọng mà nền kinh tế Nga đang phải đối mặt trong bối cảnh chiến sự kéo dài ở Ukraine và các lệnh trừng phạt quốc tế.
Nó cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng chính phủ Nga có thể áp dụng các biện pháp cực đoan để duy trì nguồn tài chính cho cuộc chiến, bao gồm cả việc tận dụng tài sản của chính người dân nước này. Đến với một diễn biến đáng chú ý bên lề chiến sự, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí The New Yorker, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về tình hình hiện tại và tương lai của cuộc chiến với Nga. Đặc biệt, ông đã đề cập đến một kịch bản giả định, trong đó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có thể từ chối ủng hộ kế hoạch chiến thắng mới của Ukraine. Tổng thống Zelensky mô tả viễn cảnh này là một ý tưởng kinh khủng, nhấn mạnh rằng nó sẽ dẫn đến việc kéo dài cuộc chiến. Trong trường hợp đó, Ukraine sẽ buộc phải tiếp tục theo đuổi kế hoạch B hiện tại, một kịch bản mà ông cho là đáng tiếc. Tổng thống Ukraine giải thích rằng nước này đang thực hiện kế hoạch B vì kế hoạch A ban đầu được đề xuất trước cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga đã không thể thực hiện. Kế hoạch đầu tiên này bao gồm việc tăng cường các biện pháp trừng phạt phòng ngừa đối với Điện Kremlin, nhưng điều này đã không xảy ra. Giờ đây, phía Ukraine đang đề xuất một kế hoạch A mới. Chiến lược này tập trung vào việc tăng cường sức mạnh cho Ukraine nhằm ngăn chặn cuộc chiến kéo dài. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng kế hoạch mới được xây dựng với kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ người đồng cấp Hoa Kỳ. Tổng thống Zelensky tiết lộ rằng kế hoạch mới của Ukraine đòi hỏi một loạt các quyết định nhanh chóng từ các đồng minh, dự kiến sẽ được đưa ra trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12. Tất cả các điểm trong kế hoạch này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ được trình bày chi tiết cho lãnh đạo Hoa Kỳ trong chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Ukraine tới Washington vào tuần sau. Bày tỏ sự lo ngại về khả năng Hoa Kỳ từ chối kế hoạch mới, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ủng hộ từ Washington đối với nỗ lực chấm dứt cuộc chiến của Ukraine. Ông cảnh báo rằng việc thiếu sự hỗ trợ này có thể dẫn đến một cuộc chiến kéo dài, gây ra nhiều tổn thất hơn nữa cho cả Ukraine và cộng đồng quốc tế. Phát biểu của Tổng thống Zelensky phản ánh sự phụ thuộc đáng kể của Ukraine vào sự hỗ trợ của phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ trong cuộc chiến hiện tại. Nó cũng cho thấy sự cấp bách trong việc tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả để chấm dứt cuộc xâm lược của Nga. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và sự mệt mỏi chiến tranh ngày càng lan rộng, kế hoạch mới của Ukraine có thể đóng vai trò quyết định trong việc định hình tương lai của cuộc chiến. Tuy nhiên, thành công của nó phụ thuộc rất lớn vào phản ứng của Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây khác. Trong khi thế giới đang chú ý vào những cuộc đối đầu trực diện giữa Nga và Ukraine trên chiến trường, một cuộc chiến khác thầm lặng nhưng không kém phần quan trọng đang diễn ra sâu trong lãnh thổ bị chiếm đóng Crimea. Mới đây, lực lượng kháng chiến Ukraine đã thực hiện một chiến công táo bạo, xâm nhập và do thám một trong những cơ sở hậu cần quan trọng nhất của hạm đội Biển Đen Nga tại Simferopol, trái tim của bán đảo Crimea. Thông tin này được tiết lộ bởi kênh Telegram của phong trào kháng chiến ATES, hé lộ một góc nhìn hiếm hoi về hoạt động tình báo của Ukraine trong lòng địch. Những gì họ phát hiện có thể là chìa khóa để hiểu rõ hơn về khả năng tác chiến của quân đội Nga tại khu vực này. Theo thông tin từ ATES, đặc vụ của họ đã thâm nhập thành công vào căn cứ hậu cần then chốt này của hạm đội Biển Đen Nga. Đây không chỉ là một kho tiếp tế thông thường, mà còn là trung tâm huyết mạch, cung cấp lương thực, thực phẩm cho các đơn vị quân đội Nga trên toàn bán đảo Crimea, bao gồm cả lực lượng Dnipro, một trong những đơn vị chiến đấu chủ lực của Nga trong cuộc xâm lược Ukraine. Hàng ngày, có một lượng lớn xe cộ xếp hàng dài tại căn cứ này để nhận tiếp tế. ATES cho biết phản ánh quy mô hoạt động và tầm quan trọng của cơ sở này đối với nỗ lực chiến tranh của Nga. Sự kiện này một lần nữa cho thấy tầm với ngày càng sâu rộng của lực lượng kháng chiến Ukraine trong lãnh thổ bị chiếm đóng kể từ khi Nga sáp nhập bất hợp pháp Crimea vào năm 2014. Bán đảo này đã trở thành một pháo đài quân sự với vô số căn cứ và cơ sở quân sự của Nga. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Crimea đã trở thành mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Đáng chú ý nhất là cuộc tấn công vào trụ sở hạm đội Biển Đen tại Sevastopol vào tháng 9 năm 2023, buộc Nga phải di chuyển một số tàu chiến từ Crimea đến Novorossiysk. Giới phân tích quân sự nhận định, việc Ukraine liên tục thực hiện các chiến dịch tình báo và tấn công sâu vào hậu phương của Nga cho thấy khả năng tác chiến ngày càng tinh vi và táo bạo của họ. Điều này có thể buộc Nga phải phân tán lực lượng để bảo vệ các cơ sở hậu cần, từ đó làm giảm sức ép của họ trên các mặt trận chính. Trong khi Moscow vẫn im lặng trước thông tin này, giới chức Ukraine tuyên bố họ sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm giải phóng toàn bộ lãnh thổ, bao gồm cả Crimea. Với những thành công gần đây có vẻ như cuộc chiến bóng tối tại
tại Crimea sẽ còn tiếp diễn và ngày càng quyết liệt trong thời gian tới. Tiếng nổ long trời lở đất và khói đen bốc cao ngùn ngụt tại cảng Azov, tỉnh Rostov của Nga vào ngày 22 tháng 9 vừa qua. Đó là những gì người dân địa phương chứng kiến và chia sẻ trên mạng xã hội khi một cuộc tấn công bất ngờ với những vệt khói trắng của hỏa tiễn đánh chặn trên bầu trời cùng với khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực cảng đã xé toạc bầu trời của vùng biên giới Nga. Kênh Telegram Noen Reports chuyên đưa tin về cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã đăng tải. Có gì đó đang cháy ở khu vực cảng Azov thuộc tỉnh Rostov. Đồng thời, một blogger với biệt danh PS01 trên mạng xã hội X cho biết đây có thể là cuộc tấn công của quân đội Ukraine bằng hỏa tiễn chống hạm Neptune nhắm vào cảng Azov. Theo thông tin, hệ thống phòng không Nga đã không thể đánh chặn được hỏa tiễn Ukraine. Hôm nay, tại Rostov, hệ thống phòng không Nga đã không thể đánh chặn được hỏa tiễn, có thể là Neptune. Theo các bình luận, mục tiêu đã bị bắn trúng. Chúng tôi đang chờ thêm thông tin chi tiết, blogger này viết. Đáng chú ý, vào tháng 5 năm nay, một nhà kho chứa ngũ cốc tại cảng này đã bốc cháy. Số ngũ cốc này được cho là đã bị đánh cắp từ các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng. Trước đó, The Washington Post cũng đã đưa tin về một cuộc tấn công khác của quân đội Ukraine bằng hỏa tiễn Neptune vào một phà chở nhiên liệu tại cảng Kapkaz ở vùng Krasnodar. Theo thông tin, ít nhất 30 bồn chứa nhiên liệu đã bị phá hủy. Ngoài nhiên liệu, phà này còn được cho là chở theo hàng hóa quân sự. Những cuộc tấn công này cho thấy Ukraine đang ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động quân sự nhắm vào các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga. Điều này có thể gây ra những tác động đáng kể đến khả năng hậu cần và tiếp tế của quân đội Nga trong cuộc chiến đang diễn ra. Trong bài phát biểu qua video ngày 21 tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine đang tấn công các kho vũ khí của Nga nhờ năng lực và vũ khí của chúng ta. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận vào chiều 21 tháng 9 rằng quân đội và cơ quan an ninh nước này đã tấn công hai kho vũ khí của Nga qua đêm. Tổng thống Zelensky phát biểu, một kho vũ khí khác ở Nga đã bị phá hủy và đó là một kho vũ khí quan trọng của kẻ xâm lược. Cơ quan an ninh Ukraine cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tại một kho vũ khí khác của quân đội Nga và đây là những kho chứa hỏa tiễn chiến thuật và bom dẫn đường. Tất cả những thứ mà Nga sử dụng để khủng bố các thành phố và vị trí của chúng ta. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận đã tấn công kho vũ khí Tikhoretsk ở Krasnodar Krai, mô tả đây là một trong ba kho đạn dược lớn nhất của Nga và là một trong những cơ sở lưu trữ then chốt trong hệ thống hậu cần quân sự Nga. Quân đội Ukraine cũng xác nhận đã tấn công một kho đạn dược ở tỉnh Tver, trước đó đã được các kênh Telegram của Nga đưa tin. Theo Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan An ninh Ukraine SBU đã tấn công kho vũ khí số 23 thuộc Cục Pháo binh chính của Bộ Quốc phòng Nga gần làng Ostyavsky ở tỉnh Tver. Tổng thống Zelensky khẳng định rằng các đồng minh có thể tăng cường an ninh cho Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí tầm xa và cho phép sử dụng chúng. Ông nói thêm, nếu chúng tôi có thể sử dụng tất cả các khả năng bảo vệ đất nước, nếu chúng tôi có đủ hỏa tiễn và được phép sử dụng như các đối tác có thể cấp cho chúng tôi, tình hình an ninh sẽ tốt hơn nhiều cho Ukraine và tất cả những ai trên thế giới không muốn sống trong bối cảnh xâm lược như cuộc xâm lược của Nga. Kính thưa quý vị, bản tin toàn cảnh thế giới đến đây cũng xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Molifan kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Và quý vị hãy nhớ bấm vào nút like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ kênh quý vị nhé. Xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.